giờ cái ông cha dượng này hết cách để nói luôn rồi mọi người ơi hết cách để nói luôn rồi đâu có phải rằng là mình mình uống ba cái ba hộp vô một cái rồi mình làm chuyện tàu lao làm chuyện tàu lao vậy mọi người cứ là cứ mượn rượu vô để mà nói thật sự luôn á nếu như bạn lĩnh đó, thì mình tỉnh đi đúng không mình tỉnh đi rồi mình mình nói chuyện làm là lúc trong tỉnh mới hay nó bản lĩnh chứ mình nhậu ba hộp vô Cái hở cái gì cũng đỡ thừa giờ uống ly vô cũng đỡ thừa nhậu đúng không về làm chuyện này chuyện kia đó. bây giờ không lẽ giờ chuyện mà uh, cò cò quẹt quẹt uh, con vợ vậy thì uh, mai mốt uh, uh, uống ly rượu vô cái ra đường đó. đi ra đường uh, kiếm chị người ta đi ra đường đó uh, thì kiếm chuyện như người ta rồi lúc đó ăn cái gì là biết liền à Đúng rồi. đó mọi người giờ bây giờ thì cũng thấy đó bây giờ con bé nhỏ nó nói ra là không bao giờ là sai thường thường mấy đứa học sinh đó, đi học đó, thì mấy đứa đó rất là, là, có sao nó vậy tụi nó còn nhỏ hồn nhiên nữa mà tự nhiên lại thành trọng nói chung là hành xử như vậy hành động như vậy đây tôi đang nói vấn đề mà ông cha dượng nha còn vấn đề người mẹ thì lát tôi sẽ nói cho mọi người nghe đó. còn vấn đề riêng vấn đề mà mà chị hương với con bé bé con đó. cứ sống lạc quan cứ sống làm cái gì mình thích đi chứ bây giờ mà cái cái sự việc này nó 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 nó, nó cảm thấy nó ngày càng đấy quá con bà mẹ bà mẹ thì mọi người thấy lúc đó này lúc đó kia y như một phe với nhau vậy. không bỏ ai được hết bỏ ông chồng bỏ cũng không được vậy bỏ tay rồi thua rồi vậy con mình nó khổ dây khổ cháu mình nó khổ hơn Bây giờ á Có một cách này Quan sát ông Theo dõi hai vợ chồng già đó luôn Nhiều khi hai Hai họ giấu cái gì Chúng ta một điều gì đó Bây giờ nói ra Chẳng đen ra Thì đặt chắc có cái gì điều đó rồi Chắc có rồi có nên nên làm, là bây giờ mới 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 khó chịu như vậy, đúng không, mọi người? Nên em nghĩ là chắc có đó, có cái chuyện gì đó xảy ra mà bà mẹ lại giấu á, chắc ông cũng lụm đựng cái rồi, lụm một cái hai cái cũng chừng đó. cho nên là mình không có mình không có một khẳng định là là như thế nào nhưng mà thấy cảm giác đó đúng không? ở nhà có ngày như vậy nó chồng của bà hương thì mới mất đúng. thì thi tình cảm hiểu thôi đúng, đúng không rồi bây giờ cuộc sống này có nhiều cái trong chúng ta là bất ngờ lắm bất ngờ ở đây là những cái câu chuyện mà mình biết được nó cảm thấy một cái gì đó nó quá ấy rồi mọi người một người cha dưỡng nếu như mà đã thương thương mẹ thì thương con rồi nếu thường thường á người cha dưỡng á là đa số là ít nói lắm tại vì khi mà nói là sẽ mất hay nói là không nghe được tại vì chính chính bản thân chính bản thân của ông cha dượng đó ông rất thương con ông nhưng mà cái độ tuổi của ông không biết có bị bệnh hay không mình đang phân tích về cái độ tuổi của ông có bị bệnh hay không để xảy ra cái cớ sự như thế này có bị chết gì hay không? có uống uh, lộng thuốc không? đó là như vậy. uống uh, thuốc uh, gì? Thuốc, uh, thuốc thuốc gì mà gọi là ông muốn bà khen gì đó? có uống quá liều không? để xảy ra có những cái chuyện này rất là buồn. đúng không người cái ông cha dượng này á bình thường tỉnh á thì theo như mà anh em chia sẻ cũng như anh em tìm hiểu câu chuyện về mẹ chị hương thì ổng rất là nói chuyện rất là đàng hoàng mà khi mà đến đến gọi là đến giờ tối với linh á ổng là thích ổng là thích nhậu nhậu để có cái để mà ông hành xử nó thật chứ tướng này mà chơi gì để qua à? nó thật luôn á đâu có phải còn trẻ như tụi em trẻ ra đường thì bốc lót mình đâu có thời qua thời đó mình qua rồi thời đó mình qua rồi mình đâu có còn như vậy nữa thì mình bỏ đi đúng mọi người đừng có mà nói chung ra ông người cha dưỡng này mà đi ra ngoài đường là cái chắc cũng có ngày á không phải ý mình đang nói vấn đề là khi mẫu như một mình người ta sẽ dòm có không thiệt mà rồi dòm có không có ông làm cái gì hay là ông đi ra ngoài thế nào cũng bị trang hết rồi tại giờ ông có giờ quá nổi rồi giờ mà kêu mở hữu đen ra cái mà dân bà con mà ta đang theo dõi trên điện thoại á ở lúc đó thì sao nhau quán cái gì mới quán hấu hả nói chung ra thì có nhiều cái không hiểu tại sao mỗi lần mà nói chuyện về cái ông cha dượng này không biết sao luôn mọi người lại mình mình cảm thấy rất là bức xúc ổng với bả chấp một phe rồi có nhiều cái mình cũng không hiểu nổi lúc gặp lúc gặp nhóm anh em youtube thì nói chuyện khác còn khi mà gặp ổng thì nó khác không hiểu luôn thì nữa không muốn mất chồng con thì nữa thì mà muốn không muốn mất con nó như vậy nhìn thấy hoàn cảnh của chị hương này nhìn thấy nó quá xót xa luôn nó, nó nó biến đổi nó biến cảnh đủ thứ để mà để mà chị hương phải hứng chịu vậy thì nhìn thấy hoàn cảnh người phụ nữ rất là tội nghiệp đâu có nhiều tuổi đâu mà thấy sao nó buồn quá dạ chị đi chỉ suy nghĩ lắm á nhưng mà tại vì chị không muốn nói thật luôn đó, trong lòng chị cũng muốn suy nghĩ lắm á mọi người buồn lắm á con ông 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 gia dưỡng này với bà mẹ này cứ tù ti tú tí che đấu những cái cái tội những gì đó đối với nhóm anh em nhóm anh em của youtube ạ. người mà mà làm người thương á, thì khó lắm mà làm người ta ghét á, thì dễ đó là sự thật luôn á mình chưa nói chuyện với người ta câu nào nhưng mà mình chập chạm với người ta thì người ta sẽ có chuyện dê với dê với dưỡng dữ cái đó là quy tắc xã hội rồi chào mọi người nha